Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Nay Feng đi quanh quanh thành phố cập nhật tình hình mưa lũ ở thành phố Hà Giang ngày 11 tháng 6 cho các bác xem nhé. Theo thông tin Feng nhận được thì là tất cả trên địa bàn thành phố Hà Giang thì đã nước đã rút rồi. Đấy, nhưng mà để mà cái trận lũ ngày đợt vừa rồi ấy, ngày hôm qua ngày hôm kia ấy, là thiệt hại thì có 3 người đã bị tử vong do là mực nước nó dâng lên nhanh và không thoát được ra ngoài. Đấy là 3 người và khoảng 400 du khách bị mắc kẹt trên cái khu vực cao nguyên đá Hà Giang cũng được lực lượng chức năng, chính quyền, nhân dân và các đơn vị ban ngành, đặc biệt là bên cứu hộ, cứu nạn đấy, đã tăng cường hỗ trợ giúp đỡ. Đấy các bác, buổi sáng thì là nó cũng không còn mưa to nữa, nhưng mà thời tiết thì nó vẫn còn bị âm u các bác ạ, vẫn sần sùi. Chiều hôm qua thì nắng nhưng mà tối hôm qua lại mưa to, bây giờ thì hiện tượng là đang âm u các bác. Ngày hôm qua thì tất cả cán bộ, nhân dân là đều là ở nhà không đi làm các bác, do là nước ngập không đi được. Đây khu vực gần với ở trung tâm, chợ trung tâm, ngã tư các bác. Bây giờ thì cuộc sống của bà con đã quay lại hiện tại. Như ngày hôm qua những cái chỗ này đều là ngập hết các bác. Đang đi ra cái dòng sông Nô xem là tình hình mực nước như nào các bác. Hôm qua nếu mà ước tính thì khoảng tầm hơn chục tỷ cho một ngày các bác. Hà Giang là bị gánh chịu thiệt hại. Đường đi xuống bờ sông các bác. Đang rẽ vào đây. Cái thiệt hại lớn nhất là cái nhà hàng ở dưới bờ sông này các bác, qua ngập hết luôn. Bên đấy là quán bia rồi nhà nghỉ, nói chung là hệ thống điều hòa điều hiếc là cũng tan tành hết các bác. Uầy các bác, mực nước vẫn còn cuồn cuộn mạnh lắm. Quá ngập hết lên trên này các bác. Bây giờ thì mực nước rút thôi. Ô nhưng mà ở bờ sông các bác, buổi sáng là sương mới cả hơi nước nó bốc lên này, nhìn nó nghi ngút này. Thành phố chìm trong sương. Tí Phèn sẽ bay lên cho các bác xem. Bên này là thiệt hại ác nhất này. Bên này thì là cái nhà hàng mà các bác nhìn xem này, có những cái điều hòa này, nóng lạnh này, rồi bàn ghế các thứ bên kia tan tành hết. Bên này là mọi người cũng đã phong tỏa rồi để cho mọi người không vào để lấy đồ các bác, qua đồ không dọn nhanh hay là nó cũng không thu về hết được nên vẫn còn các bác. Đấy. Dòng sông Lô các bác, nước quá cao lắm các bác, lên tận đây luôn, đây lên đây luôn. Rất là may tình hình mưa lũ Hà Giang đã giảm rồi. Giờ mời các bác xem cái đoạn này từ trên cao nhé. Mời các bác đi tiếp cùng Feng nha. Cái hai ven bờ sông Lô các bác ạ, thời gian tới thì họ sẽ quy hoạch thành giống như kiểu Hội An ấy, rất là nhiều cái quán cà phê đây. Trước Phèn cũng có ý định muốn có một quán cà phê đây các bác, nhưng mà không tìm được vị trí.
vừa lại bay ở dưới dòng sông các bác xem. Quá là nước nhìn quần quận các bác ạ, quá là nguy hiểm. Đây là cầu Yên Biên mới này, cầu Yên Biên 3 các bác. Hà Giang có 3 cầu Yên Biên, Yên Biên 1 đầu tiên, xong Yên Biên 2, Yên Biên 3 các bác. Các bác nhìn ở trong dãy núi ở bên trong kìa. Sương mù bao phủ. Lại chuẩn bị mưa to các bác kìa, cứ có cơn có dông là nó lại mưa to, bên này cũng thế nữa. Ui trời đen ngòm luôn các bác. Đang đi ra khu vực quảng trường, hôm trước có cây đa khổng lồ thế là bị đổ các bác ạ. Đây là cái ban hôm nay là bộ đội thanh niên kiểu như kiểu nhận quân đấy các bác. Đây này, đây các em thanh niên trẻ được bố mẹ chở ra đi nhập ngũ ấy. Bên này này, đây này, bên này là quảng trường 26 tháng 3, hay còn gọi là quảng trường Kỳ Đài, một tượng đài kỳ vĩ sừng sững nên người ta gọi là Kỳ Đài các bác, bất khuất kiên cường. Nước thì không còn nữa, rất là may cho bà con nhân dân Hà Giang. Trời quang thì chưa quang nhưng mà nước thì nó đã không mưa nữa rồi. Đấy, nước đã rút rồi. Cảnh báo với mọi người ở khu vực dưới miền xuôi, khu vực Tuyên Quang trở xuống sẽ là đang có mưa các bác, lũ sẽ dồn về đấy. Hôm qua là những cái dãy này các bác ạ, những cái nơi mà nước nó trũng là sẽ ngập hết, cống nó bị tắc các bác, nó cũng dâng nước lên. Chỗ này trong này có cái ngõ nhỏ nhỏ các bác, đây dưới này ngập hết. Khu vực Tân Quang, Bắc Quang sẽ là chịu ảnh hưởng ngày chiều hôm qua, ngày mùng 10. Đây, tiện đây đưa các bác đi tham quan Hà Giang luôn. Đây, bây giờ sẽ vòng lên đây. Và Hà Giang đặc điểm là có một cái con đường gọi là con đường mưa. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Phen đi qua đây xong là phen sẽ đưa các bác đến thăm. Con đường mưa đấy, cứ thời tiết nó mà mưa các bác, nó sẽ đổ nước từ trên núi xuống, nhìn rất là đẹp. Bên này gọi là núi Mỏ Leo các bác nhé. Trước là có cái dự án của tập đoàn FLC các bác, của bác Quyết ấy. Ở trong khu bên đằng sau cái núi kia có cái khu nghỉ dưỡng, nhưng mà do biến động nên là bây giờ là cái khu vực nghỉ dưỡng này đang bị dừng lại, chưa thấy thi công, chưa thấy làm tiếp. Nên đây là bệnh viện này. Thành phố Hà Giang nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3 cái dãy núi thôi các bác. À, ba cái tuyến đường này, đấy, có một dãy núi đằng sau, dãy chân núi, còn 3 tuyến đường. Đây là tuyến đường ở giữa này. Đấy, bên kia có một tuyến đường nữa, tuyến đấy thì mọi người đi nhiều hơn bởi tuyến quốc lộ. Đấy, còn bên trong này thì có một tuyến nữa, tuyến bên trong chính là cái tuyến đường chân núi, mọi người hay gọi là đường chân núi các bạn. Giờ mời các bác đi sang cái khu vực cái khu vực đường con đường mưa các bác nhé. Đây đến đầu cái con đường mưa rồi các bác.
Đường này rất là đẹp bởi vì mọi người trồng hoa ban hai bên các bác. Đường này các bác cứ đi thẳng từ quảng trường lên quốc lộ 4C thì đến cái con đường này các bác. Con đường huyết mạch chính thống đi 4 huyện vùng cao: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ các bác. Buổi chiều hôm qua Phen đi qua đây thấy các bà, các cô, các chị là chụp ảnh lia lịa ở đây. Các bác nhìn hai bên đường này. Đấy, thấy chưa? Nước đổ mầm luôn các bác. Đổ từ trên núi cao luôn các bác trên này. Đấy. Các bác nhìn cảnh đẹp chưa? Như tiên cảnh. Đấy, có hai chị đã ra đây chụp ảnh sớm này. Chụp ảnh đăng Facebook các bác. Đây, con đường mưa các bác nha. Nhìn này. Cái đoạn này rất là nhiều người thích thú các bác. Ví dụ du khách đi qua đây và may mắn là gặp được hôm nào mà nước to nó đổ xuống thì đẹp. Đây hẳn một gia đình người Hà Giang đấy các bác. Đây các bác nhìn đằng trước như tiên cảnh. Hai bên này là cây sấu. Đấy, con đường mưa đến đây thì cũng hết rồi các bác. Buổi sáng là Phen cập nhật tình hình thời tiết Hà Giang, cũng giống như một cái tin thời sự các bác. Đấy, cho các bác quan tâm đến bà con nhân dân vùng cao tỉnh Hà Giang, biết được là tình hình thời tiết mưa là đã ngớt rồi, mọi thứ là đảm bảo. Đặc biệt là có thông tin cho các bác biết là Hà Giang là có đợt vừa rồi là có hơn 400 du khách bị mắc kẹt ở trên khu vực cao nguyên đá, nhưng mà tất cả mọi người đã được cứu trợ cứu hộ an toàn các bác nhé. Còn đâu trong tình trạng mưa dụ lũ như đợt vừa rồi thì Hà Giang là bị thiệt hại mất khoảng cũng khá nhiều, khoảng gần 100 tỷ các bác, cứ khoảng tầm 10 tỷ một đêm. Còn đây là cái đêm mà thiệt hại lớn nhất đấy, chưa thống kê chính xác các bác, nhưng khoảng đấy. Còn thiệt hại về người thì mất 3 người các bác. Tình hình mưa lũ Hà Giang như thế nào thì Phen sẽ thông tin tiếp cho các bác biết ở những tập tiếp theo. Cũng hy vọng thời tiết nó nắng nóng lên cho đỡ bị mưa lũ các bác. Video của Phen chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả, các mạnh thường quân, các mọi người đã luôn đồng hành theo dõi cùng Phen, mọi người đã luôn đồng hành với bà con nhân dân Hà Giang. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen.